Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin quốc tế đêm nay là bản tin liên quan tới việc Iran nói rằng họ cảnh báo trước khi tấn công Israel, nhưng Hoa Kỳ thì lại phản bác. Viên chức Thổ Nhĩ Kỳ Jordan và Iraq cho biết Iran đưa ra cảnh báo rộng rãi nhiều ngày trước khi máy bay không người lái drone và hỏa tiễn tấn công Israel. Nhưng giới chức Hoa Kỳ cho rằng Tehran không cảnh báo Washington và rằng Iran đặt mục tiêu gây tổn thất lớn. Hôm thứ Bảy, Iran phóng hàng trăm drones và hỏa tiễn trong cuộc tấn công kẻ thù sau khi nghi ngờ là Israel không kích đại sứ quán Iran ở Syria. Đa số drone và hỏa tiễn bị bắn hạ trước khi vào lãnh thổ Israel, mặc dù có một bé gái bị thương nặng và lo ngại tình hình leo thang. Bộ trưởng Ngoại giao Iran là Hossein Amirabolahian hôm Chủ nhật cho biết Iran gửi thông báo trước 72 giờ đến các nước láng giềng và Hoa Kỳ nói rằng Iran sẽ tiến hành tấn công. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với cả Washington và Tehran trước cuộc tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tiếp thông tin với tư cách là bên trung gian để bảo đảm phản ứng phù hợp. Theo nguồn tin Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iran nói rằng cuộc tấn công là để trả đũa cuộc không kích của Israel nhắm vào đại sứ quán Iran ở Damascus và cuộc tấn công sẽ không vượt qua phạm vi này. Chúng tôi biết đến khả năng tấn công xảy ra cho nên diễn biến đó không gây ngạc nhiên. Một viên chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden đã phản bác phát biểu của ông Ariel Bolihan và nói rằng Washington đã liên lạc với Iran thông qua bên trung gian là Thụy Sĩ nhưng không nhận được thông báo trước 72 giờ đồng hồ. Vị này nhấn mạnh thông tin đó hoàn toàn không đúng sự thật. Iran không đưa ra thông báo nào cả. Tehran chỉ gửi thông tin cho Hoa Kỳ sau cuộc tấn công bắt đầu và ý định của Iran là gây thiệt hại nặng nề. Vì Iran nói rằng họ phát đi thông báo rộng rãi có thể là nỗ lực để bù đắp cho việc không gây ra thiệt hại lớn nào từ cuộc tấn công. Israel im lặng về bước tiếp theo đáp trả Iran. Các lãnh đạo Israel công nhận Liên minh quân sự quốc tế hỗ trợ chặn đứng cuộc tấn công trực tiếp của Iran với hàng trăm máy bay không người lái drone và hỏa tiễn, gọi sự ứng phó phối hợp này là điểm khởi đầu của một liên minh chiến lược của sự phản đối của khu vực với Tehran. Nhưng theo một quan chức, nội các Israel nhóm họp mà không đưa ra quyết định nào về các bước tiếp theo khi thế giới lo lắng chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào của sự leo thang. Liên minh quân sự dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, Anh và Pháp và dường như bao gồm một số nước Trung Đông cho Israel sự hỗ trợ tại thời điểm khi Israel cảm thấy bị cô lập vì cuộc tấn công chống Hamas ở Gaza. Liên minh cũng có thể là hình mẫu cho quan hệ khu vực khi chiến sự kết thúc. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng đây là lần đầu tiên một liên minh như thế này phối hợp với nhau để chặn đứng đe dọa của Iran và lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông. Các nước láng giềng của Israel đã tham gia bắn hạ đại đa số trong số khoảng 350 drone và hỏa tiễn Iran phóng sang Israel. Giới chức quân đội Israel và một thành viên nội các chiến tranh nhắc đến các đối tác khác nhưng không nêu tên cụ thể. Nhưng một đối tác dường như là Jordan, đất nước gọi hành động của họ là tự vệ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Al Malaka, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman al-Safadi nói rằng chính phủ đánh giá sự nguy hiểm thực sự nếu hỏa tiễn Iran rơi xuống Jordan và lực lượng vũ trang Jordan đã ứng phó sự nguy hiểm này. Nếu sự nguy hiểm đến từ Israel, Jordan sẽ thực hiện tương tự. Hoa Kỳ lâu nay cố gắng xây dựng một liên minh trên khắp khu vực để đối phó với Iran. Nỗ lực này bao gồm Hiệp ước Abraham vào năm 2020, trong đó thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và bốn nước Ả Rập, đưa Israel vào phạm vi của Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Hoa Kỳ, đơn vị phụ trách các hoạt động ở Trung Đông và hợp tác chặt chẽ với quân đội của các nước Ả Rập. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ từ nhiệm ngày 15 tháng 5. Phó Thủ tướng Lawrence Wong sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Singapore vào ngày 15 tháng 5, thay thế Thủ tướng Lý Hiển Long. Văn phòng Thủ tướng ngày hôm nay cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ từ nhiệm ngày 15 tháng 5 năm 2024. Ông sẽ chính thức đề nghị Tổng thống bổ nhiệm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Lawrence Wong kế nhiệm ông. Ông Wong nhận được sự ủng hộ của các thành viên đảng People's Action Party, tức PAP. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại Dinh Tổng thống. Ông Wong, 54 tuổi, hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh, cách đây 2 năm được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của nhóm thế hệ thứ tư, tức là 4C của đảng PAP, chuẩn bị đưa ông trở thành thủ tướng kế tiếp. Sự việc này diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Heng Swee Keat, là người trước đó được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nhóm 4C, đã rút lui tháng 4 năm 2021 với lý do tuổi tác và thiếu đường lối phù hợp cho chức vụ này. Ông Heng năm nay 63 tuổi. Thời điểm bàn giao được bàn thảo cuối năm ngoái, khi ông Lý nói rằng ông sẽ bàn giao chức vụ cho ông Wong trước cuộc tổng tuyển cử kế tiếp, cuộc bỏ phiếu phải diễn ra trước tháng 11 năm 2025.
Thủ tướng trước đó bày tỏ ý định từ nhiệm trước sinh nhật lần thứ 70 của ông trong tháng 2 năm 2022, nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ vì đại dịch COVID. Ông Wong sẽ trở thành thủ tướng thứ tư của Singapore theo chân ông Lý Hiển Long, người lên nắm quyền năm 2004 lúc 52 tuổi. Ông Wong Chuk Thong năm 1990 và ông Lý Quang Diệu năm 1959. Ông Wong 49 tuổi khi trở thành thủ tướng, trong khi ông Lý Quang Diệu 35 tuổi khi ông nhậm chức. 6 người bị đâm chết tại thương xá ở ngoại ô Sydney, Úc. Cảnh sát hôm nay cho biết, người đâm chết 6 người tại một thương xá ở ngoại ô Bondi của Sydney có lẽ chủ yếu tấn công phụ nữ, khi cha của kẻ tấn công kể lại lịch sử dài của con trai ông về bệnh tâm thần và bất bình với nữ giới. Mặc quần short và áo đội rugby quốc gia Úc, Joey Cauchy, 40 tuổi, cầm một con dao lớn đến thương xá Westfield Bondi Junction vào hôm thứ Bảy. 5 trong số 6 người bị anh ta sát hại là phụ nữ, cũng như phần lớn trong số 12 người bị thương là nữ giới. Joey Cauchy bị thanh tra Amy Scott bắn chết, người đối đầu với anh ta một mình trên tầng 5 sau cuộc rượt đuổi trong thương xá. Ông Andrew Cauchy, cha của kẻ tấn công hôm nay cho biết, ông đau buồn khi hay tin và nói rằng con trai ông có lịch sử dài bị bệnh tâm thần và bất bình với phụ nữ. Báo The Australian dẫn lời ông cho biết anh ta muốn có bạn gái nhưng không có kỹ năng xã hội. Ông Andrew Cauchy thu giữ 5 con dao quân đội của Joey khi Joey đến thăm ông vào năm ngoái vì ông lo sợ ông có thể bị đâm. Thông tin trên được đưa ra vài giờ sau khi cảnh sát nói họ đang điều tra khả năng kẻ tấn công tập trung vào phụ nữ. Đài ABC dẫn lời cảnh sát trưởng Karen Webb của New South Wales cho biết cảnh sát điều tra nghi ngờ thủ phạm tập trung vào phụ nữ và tránh nam giới. Đoạn video đã cho thấy điều đó. Việc này chắc chắn sẽ là một manh mối trong cuộc điều tra. Nam giới duy nhất thiệt mạng trong cuộc tấn công là nhân viên bảo vệ Faraz Tahir, 30 tuổi. Nạn nhân thứ 6 là Yi Sang Chen, người Hoa đang học tập ở Úc. Lở đất trên đảo Sulawesi của Indonesia làm ít nhất 18 người thiệt mạng. Giới chức hôm nay cho biết nhóm tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy 18 người thiệt mạng vì các trận lở đất trên đảo Sulawesi của Indonesia và tiếp tục tìm kiếm 2 người còn mất tích. Theo ông Messianus Becabo, trưởng nhóm tìm kiếm và cứu nạn Makassar, nhân viên cứu nạn đã tìm thấy khoảng 14 thi thể ở làng Makal vào chiều Chủ nhật và tìm thấy 4 thi thể ở Nam Makal. Ông Suleiman Malaya, lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa của việc Tangga Teraja, nói rằng nhóm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm 2 nạn nhân, nhưng sương mù và mưa phùn gây khó khăn cho công việc tìm kiếm. Do mưa lớn, bùn đất từ những ngọn đồi xung quanh đổ xuống 4 căn nhà ngay trước nửa đêm thứ Bảy ở huyện Tanatoraja của tỉnh Nam Sulawesi. Cảnh sát trưởng địa phương Gunadi Mondu cho biết một gia đình đang họp mặt tại một căn nhà khi lở đất xảy ra. Hàng chục quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên tham gia cuộc tìm kiếm ở làng Makal và Nam Makal hẻo lánh. Sáng Chủ nhật, nhóm cứu nạn cứu thoát 2 người bị thương, trong đó có một bé gái 8 tuổi và lập tức đưa họ đến bệnh viện ở gần đó. Dây điện thoại bị đứt, thời tiết xấu và nền đất bất ổn cản trở công việc cứu nạn. Tanatoraja có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như những căn nhà truyền thống và tượng gỗ của những thi thể an táng trong hang động, được gọi là Tau Tau. Mưa lớn theo mùa thường xuyên gây ra lở đất và lũ lụt ở Indonesia, quần đảo gồm 17.000 hòn đảo. Thiên tai ở Hoa Lục gây thiệt hại 3 tỷ 300 triệu đô la trong quý 1 năm 2024. Chính quyền Trung Cộng cho biết lũ lụt, hạn hán, động đất và lạnh giá ở Hoa Lục đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 23 tỷ 700 triệu nguyên, tức tương đương là 3 tỷ 300 triệu đô la trong quý 1 năm 2024. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp nhắc lại thiệt hại từ nhiều đợt lạnh giá, trận động đất 7.1 độ Richter ở Tân Cương, lở đất ở tỉnh Vân Nam và lũ lụt trên sông Hoàng Hà. Thiên tai làm 79 người thiệt mạng, trong khi 110.000 người cần di dời khẩn cấp và tái định cư. 10 triệu 400.000 người trên khắp 26 khu vực và tỉnh bị ảnh hưởng trong quý đầu tiên của năm. Những thiên tai khác bao gồm hạn hán ở khu vực Tây Nam, ảnh hưởng đến 424.000 hecta hoa màu, bão cát ở khu vực Tây Bắc và cháy rừng ở khu vực Tây Nam và miền Nam. Thiên tai trong năm ngoái ở Hoa Lục gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 47 tỷ 700 triệu đô la, làm 691 người chết hoặc mất tích. Trong tháng Giêng, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp dự tính chương trình 3 năm để giải quyết những vấn đề cản trở thời gian ứng phó trong các thảm họa và tai nạn, như những thiếu sót an toàn sản xuất trong các ngành như khai khoáng. Taxi ở Thượng Hải sẽ chấp nhận thẻ ngân hàng ngoại quốc.
50 taxi đầu tiên cho phép hành khách thanh toán bằng thẻ ngân hàng ngoại quốc đã lăn bánh trên đường phố Thượng Hải từ ngày 12 tháng 4, một phần trong nỗ lực mới nhất của thành phố để mang lại thuận tiện hơn cho Hoa Kiều và du khách ngoại quốc. Quyết định trên đã đưa Thượng Hải trở thành thành phố đầu tiên ở Hoa Lục nơi du khách ngoại quốc có thể thanh toán cước phí bằng các thẻ mang logo như là UnionPay, Visa, Mastercard, Diners Club, JCB hay American Express. Tập đoàn Giao thông Đại chúng Thượng Hải, đơn vị vận hành khoảng 6.000 xe taxi ở thành phố, công bố 1.000 xe sẽ cung cấp dịch vụ như thế này ở Thượng Hải trước cuối tháng 6. Trước triển lãm nhập cảng quốc tế lần thứ 7 dự tính diễn ra vào đầu tháng 11 và được dự báo là sẽ thu hút nhiều du khách ngoại quốc, dịch vụ trên sẽ mở rộng ra hơn 2.000 taxi. Taxi sẽ cung cấp tờ hướng dẫn đi lại cho hành khách ngoại quốc bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Hành khách không hiểu tiếng Hoa có thể giao tiếp với tài xế bằng các cụm từ trong tờ hướng dẫn với cả ba ngôn ngữ. Chủ tịch tập đoàn cho biết ông cải thiện phương thức thanh toán cước phí taxi sau khi đến Nhật Bản. Trong chuyến đi Nhật Bản vào năm ngoái, ông thấy taxi ở một số khu vực có màn hình kỹ thuật số với nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Và có tin là quốc vương Malaysia là người đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc xe đắt tiền nhất của Trung Cộng. Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar là người đầu tiên trên thế giới sở hữu xe Hongyi L5, chiếc xe sang trọng đắt đỏ nhất của Trung Cộng. Ông chia sẻ hình ảnh chiếc xe mang phong cách cổ điển trong cuộc họp vào ngày 12 tháng 4 với đại sứ Trung Cộng tại Malaysia Âu Dương Ngọc Tịnh. Ra mắt vào năm 2013 tại triển lãm xe Thượng Hải, xe L5 của tập đoàn FAW Group nổi tiếng vì là chiếc xe do Trung Cộng sản xuất đắt đỏ nhất, có giá là 5 triệu nguyên, tức hơn 940.000 đô la. Nó cũng được chọn là xe chính thức cho chính phủ Trung Cộng, được Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng. Xe hiện chỉ bán ở Hoa Lục. Cuộc họp với quốc vương là để thảo luận quan hệ song phương giữa Malaysia và Trung Cộng, cũng như các vấn đề hiện tại mà cả hai bên cùng quan tâm. Quốc vương bày tỏ quan điểm của ông về đường lối quan hệ ngoại giao và sự cần thiết phải xác định thêm nhiều cơ hội hợp tác. Trên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 4, ông nói rằng Trung Cộng là đầu tàu kinh tế toàn cầu quan trọng, cũng là đối tác thương mại lớn của Malaysia. Quốc vương hy vọng Malaysia có thể tận dụng lợi thế để hưởng lợi, tăng trao đổi thương mại và công nghệ, đồng thời tăng xuất cảng sang Trung Cộng. Ông cũng mong có thêm nhiều công ty Trung Cộng đầu tư vào Malaysia để tạo thêm việc làm cho người dân Malaysia. Có mặt tại cuộc họp là Chủ tịch Toàn cầu Thương hiệu Hongqi Wang Lingyu, Chủ tịch Getin Group Lim Kho Thai và nhà sáng lập tập đoàn VXL Lim Chiwa. Khu dạo chơi ven biển ở Havana biến thành rạp chiếu phim ngoài trời. Mỗi tối thứ Bảy, khu dạo chơi có một khu dân cư ven biển ở Havana biến thành rạp chiếu phim ngoài trời. Trước khi hoàng hôn, hàng chục gia đình mang theo ghế và thậm chí sofa đến khu dân cư La Pontilla ở Havana để giữ vị trí đẹp nhất để thưởng thức các bộ phim chiếu trên tường của một tòa nhà. Dự án chiếu phim ngoài trời El Parkwall do một nhóm người yêu thích phim trẻ tuổi thực hiện, những người muốn mang đến giải trí miễn phí cho cộng đồng vì sự khan hiếm các sự kiện văn hóa thành phố và cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng lún sâu ở Cuba. Dự án bắt đầu cách đây một năm, trở nên quen thuộc, trong đó nhiều người cho mượn máy chiếu, loa, dây cáp và những vật dụng khác. Nhà sáng lập dự án Xchao Sanchez cho biết, sáng kiến này cho phép người dân thưởng thức trải nghiệm văn hóa, tạo ra điểm gặp gỡ và kết nối với người dân địa phương. Thủ đô Cuba từng có hơn 130 rạp chiếu phim, nhưng hiện nay chưa đến 10 rạp còn hoạt động do cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu công nghệ. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi, đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Viettoday Media. Đài truyền hình Viettoday sẽ có một chương trình rất đặc biệt cho chủ nhân các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday mang tên là Double Your Times. Xin gọi cho các sứ mưu viên của đài hoặc liên lạc tổng đài số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettoday Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS là công ty chuyên lấy về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Giới hoạt động lo sợ khi Bộ Công an Cộng sản Việt Nam sang Thái Lan thăm hỏi người tị nạn. Né kiểm tra, tiệm vàng tại thành phố Sài Gòn bất ngờ đóng cửa hàng loạt. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettoday Media, đài truyền hình Viettoday với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday đối với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali.
Xin liên lạc với các nhân viên sale của Đài Truyền hình Việt Today để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415 335 2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.